Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang cơ sở của huyện Mai Sơn phát triển sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn nội dung sau. Mở đầu là gương người tốt, việc tốt. Đồng chí Bí thư chi bộ, tiểu khu trưởng gương mẫu, nhiệt tình. Phần cuối chương trình sẽ có phóng sự phong trào thi đua dân vận khéo ở huyện Mai Sơn. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là bí thư chi bộ, tiểu khu trưởng tiểu khu 5 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, đồng chí Tạ Thị Kim Oanh luôn hăng hái, nhiệt tình, đi đầu trong các phong trào thi đua, tích cực vận động bà con nhân dân trong tiểu khu phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần cùng nhân dân trong tiểu khu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà địa phương đã đề ra. Nghỉ hưu từ năm 2017, đồng chí Tạ Thị Kim Oanh chuyển sinh hoạt đảng về chi bộ tiểu khu 5 thị trấn Hát Lót. Năm 2021, đồng chí được tín nhiệm bầu giữ chức danh bí thư chi bộ tiểu khu trưởng tiểu khu 5. Đồng chí luôn xác định mình phải nỗ lực hết mình để không phụ lòng tin yêu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tiểu khu, đưa chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, góp một phần xây dựng thị trấn Hát Lót ngày càng phát triển. Với cương vị được tín nhiệm vừa là bí thư chi bộ, tiểu khu trưởng, tôi luôn nâng cao cái vai trò trách nhiệm của mình. Tôi luôn chủ động xây dựng các cái nội dung chương trình, nội dung sinh hoạt theo điều lệ, thực hiện tốt cái nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và xây dựng các cái nội dung bám sát với các quy chế hoạt động của chi ủy, hoạt động của ban quản lý tiểu khu, rồi quy chế hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội, và mỗi công việc đều được tập thể bàn bạc thống nhất rồi mới đưa ra thực hiện. 2 năm vừa qua thì tôi đã trực tiếp tham gia hòa giải thành công 14 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân. Chi bộ tiểu khu 5 có 37 đảng viên sinh hoạt tại 4 tổ đảng. Để chi bộ phát huy vai trò lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn dân cư, đồng chí đã duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ theo từng chuyên đề cụ thể, trong đó cụ thể hóa sự chỉ đạo của cấp trên bằng việc tuyên truyền vận động nhân dân, áp dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh tăng năng suất, đẩy mạnh chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Đồng chí Tạ Thị Kim Oanh là một bí thư và đồng thời là tiểu khu trưởng, đã sát sao và quan tâm đến các hộ gia đình trong tiểu khu và đã đưa chúng tôi đi tham quan một số các mô hình để nhân dân phát triển mạnh mẽ về các nghề chăn nuôi và trồng trọt. Với cương vị là bí thư chi bộ, đồng chí Oanh luôn đi đầu thực hiện mọi nhiệm vụ, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết hòa nhã, thường xuyên lắng nghe ý kiến nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân để phản ánh với cấp trên, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn khó khăn vướng mắc. Chính vì vậy, các phong trào đều được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tiểu khu đồng tình, ủng hộ tích cực hưởng ứng. Điển hình như các phong trào xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp của chi hội phụ nữ, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đồng chí Tạ Thị Kim Oanh là tiểu khu bí thư, tiểu khu trưởng của tiểu khu tôi. Đồng chí có tinh thần trách nhiệm rất cao đối với công việc của mình. Đồng chí có lối sống lành mạnh, hòa đồng, luôn luôn giúp đỡ những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Đồng chí Tạ Thị Kim Oanh, đồng chí luôn có tâm trong công tác lãnh đạo chi bộ, cùng với các đồng chí trong ban chi ủy chi bộ luôn đẩy mạnh về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên trong chi bộ, cũng như là xây dựng chi bộ trong sạch trong năm qua. Trên cương vị bí thư chi bộ tiểu khu trưởng, đồng chí luôn suy nghĩ phải làm gì để xây dựng chi bộ, giúp cho bà con nhân dân trong tiểu khu ngày càng phát triển vững mạnh hơn cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Nhờ đó, đời sống của người dân trong tiểu khu ngày càng ổn định phát triển. Hiện nay, tiểu khu 5 có 160 hộ, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 đến 55 triệu đồng trên năm, trên 65% số hộ có mức khá giàu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như công tác thì chúng tôi đánh giá rất cao về đồng chí Tạ Thị Kim Oanh, bí thư chi bộ, tiểu khu trưởng, tiểu khu 5. Đây là một trong những đồng chí mà là đội ngũ
viên chức giữ cương vị lãnh đạo đã nghỉ hưu và trở về tham gia công tác ở địa phương. Với cái trình độ cũng như là kinh nghiệm của mình trong quá trình công tác, đồng chí tiếp tục vận dụng một cách sáng tạo đối với việc lãnh đạo chi bộ đảng và nhân dân ở khu dân cư tiểu khu 5. Đây là một trong các đồng chí hết sức là hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà được cấp ủy đảng, chính quyền dân giao, phân công nhiệm vụ cho các đảng viên chi bộ mình tập trung lãnh đạo từng khu dân cư trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn thị trấn A Lót. Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, dù ở cương vị nào, đồng chí Tạ Thị Kim Oanh cũng phát huy tốt vai trò của mình. Đồng chí đã được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhưng với đồng chí, phần thưởng lớn nhất chính là khi chứng kiến cuộc sống của người dân trong tiểu khu 5 đang đổi thay từng ngày và được dân tin, dân mến. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo đã được cấp ủy, chính quyền của huyện Mai Sơn triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực. Nhiều mô hình trên các lĩnh vực phát huy hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Thực hiện chỉ thị số 11 ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Sơn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác dân vận để chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo. Sau 2 năm thực hiện phong trào, toàn huyện đã xây dựng được 267 mô hình điển hình về dân vận khéo, trong đó trong lĩnh vực kinh tế có 91 mô hình, 124 mô hình văn hóa xã hội, 21 mô hình quốc phòng an ninh và 31 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. Nổi bật trong thực hiện dân vận khéo là nhiều cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo đăng ký các mô hình, bám sát các nội dung phong trào, đổi mới phương thức vận động quần chúng, góp phần tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nhiều mô hình dân vận khéo đã được chỉ đạo tổ chức thực hiện sáng tạo từ thực tiễn cơ sở, đã kịp thời động viên, phát huy vai trò chủ thể các tầng lớp nhân dân trong thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thay đổi phương thức canh tác nhỏ lẻ lạc hậu, xây dựng vùng sản xuất tập trung có năng suất chất lượng cao, giải quyết vấn đề ở cơ sở. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc đã chỉ đạo lãnh đạo các cấp các ngành để tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Thì trong đó điển hình là chúng tôi xây dựng cái công tác dân vận khéo về phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, thì phát triển cái mô hình hay có mũi như cây cam, cây chè ở trên địa bàn, thực hiện cái chương trình tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó là cái xây dựng cái con đường bê tông đi qua ba bản Nông Tàu Mông và Nông Sở Nghè đến bản Hồi Nhả với tổng chiều dài là 3 km. Để thực hiện được cái đó thì chúng ta phát huy được cái vai trò của mô hình dân vận khéo để tổ chức thực hiện vận động bà con nhân dân hiến đất mở đường. Vậy là được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ. Điển hình mô hình dân vận khéo là mô hình tổ hợp tác mây che đan ở tiểu khu 19 thị trấn Hát Lót, được thành lập vào ngày 19 tháng 5 năm 2023 với 7 thành viên chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây che đan. Sau hơn 7 tháng đi vào hoạt động, tổ hợp tác mây che đan đã sản xuất thành công hơn 9.000 chiếc rổ giá, nong nia, giỏ các loại và hơn 10.000 đôi đũa giao đến tay khách hàng. Mô hình đã góp phần thực hiện chủ trương chung tay phân loại rác thải nhựa gắn với mục tiêu ba sạch của Chi hội Phụ nữ huyện Mai Sơn phát động, tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi, giúp hộ dân nông dân có rừng được hưởng lợi từ rừng, đặc biệt là khôi phục và giữ gìn nghề mây che đan truyền thống. Những người có tuổi làm những cái nghề này thì nó là phù hợp. Tại vì là chúng tôi là người không đi làm thuê được thì ngồi ở nhà làm thì nói chung là
ngày thu nhập 100.000, tháng được khoảng độ tầm 3 triệu, hơn 3 triệu. Cái nhiệm vụ trong thời gian sắp tới của chúng tôi đó là mục đích của chúng tôi đợt này là chúng tôi tập trung vào những cái sản phẩm gần gũi với nhà bếp, gần gũi người phụ nữ, làm sao để cho các hộ gia đình chúng ta là dùng các cái sản phẩm mây che đan thay thế dần những cái sản phẩm bằng nhựa trong nhà bếp. Còn tại xã Trường Mông, thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, diện mạo của xã đổi thay từng ngày. Với những ngôi nhà kiên cố khang trang, những tuyến đường bê tông rộng mở, đây chính là thành quả của công tác dân vận, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ sự đồng thuận của nhân dân, tháng 1 năm 2023, xã Trường Mông được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong phát triển kinh tế, xã đã tuyên truyền vận động nhân dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 47 triệu đồng trên người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,7%. Thì cũng được cấp ủy chi bộ tuyên truyền, vận động và gia đình thì cũng và nhân dân thì cũng hiến đất, mở rộng đường là rộng là 5,5 mét chiều rộng đấy. Cả gia đình và nhân dân cùng nhất trí mở rộng. Những kết quả đạt được từ phong trào thi đua dân vận khéo đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Năm 2023, kinh tế duy trì ổn định, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 2.700 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt khá, ước đạt 122,2 tỷ đồng, thu hút đầu tư được quan tâm, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Trong năm có 4 nhà máy chế biến nông sản khánh thành và đi vào hoạt động. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả. Tính đến nay, toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận 15 bản tiểu khu đạt chuẩn bản nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định. Trong năm đã xóa được 208 nhà tạm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đến nay còn 10,8%, giảm 2,06% so với năm 2022. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, y tế, các thiết chế văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ, 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Ghi nhận những thành tích đạt được trong công tác dân vận khéo, năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã công nhận 22 mô hình cấp huyện, cấp cơ sở là 242 mô hình. Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2021-2025. Để tiếp tục triển khai đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, thì trong thời gian tới, các cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với triển khai thực hiện luật thực hiện dân chủ cơ sở và quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong triển khai thực hiện các cái mô hình điển hình dân vận khéo, tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận chính quyền, triển khai thực hiện tốt cái mô hình chính quyền thân thiện gắn với việc thực hiện nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện tốt việc tiếp công dân, đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết các cái vấn đề phát sinh ở cơ sở. Tư nữa là đẩy mạnh thực hiện cái dân chủ cơ sở, phát huy cái vai trò của người dân và đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc thực hiện công tác dân vận, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các cái mô hình điển hình dân vận khéo có hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng. Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn huyện Mai Sơn đã thực sự có sức lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực ở khắp các địa phương, đơn vị trong huyện, mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Qua phong trào đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trang cơ sở của huyện Mai Sơn hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các trang cơ sở lần sau.